Xin mến chào quý vị, cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Chào mừng quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Neo 10 TV. Đối với cái đề tài mà về du học sinh Mỹ thì thật sự nó là một cái đề tài khá là sôi nổi mà ở trên những cái diễn đàn du học sinh thường xuyên chia sẻ những cái mẫu chuyện hoặc là những cái phản ánh, và nó rất là rôm rã. Nói về đề tài du học sinh thì thật sự là nó là một cái đề tài bao la biển trời mà mình không biết đâu mà lường. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho quý vị một cái câu chuyện, nó sẽ khá là độc đáo và quý vị mình sẽ rất là dở khóc dở cười khi mà mình nghe qua cái câu chuyện này. Thì thôi, không để mất quá nhiều thời gian quý vị, em xin được vào cái câu chuyện chia sẻ quý vị mình nghe luôn nha. Bây giờ quý vị mình cùng dành ra ít phút để lắng nghe cái mẫu chuyện này nha quý vị. Thì đây là một cái câu chuyện có thật xảy ra trong một cái bạn, ở một cái bạn du học sinh. Và bạn này á, bây giờ đang phải lãnh cái án tù. Một là phải bị ở tù, hai là bị trục xuất về Việt Nam và không còn được đi học nữa, không còn được bên qua bên Mỹ học nữa. Thì cái lý do như thế nào cũng là do bạn thôi. Thì thưa quý vị, là bạn này là bản tên là Henry, là tên tiếng Anh, Henry Nguyễn là tên tiếng Anh. Tên tiếng Việt của bạn là tên là Nguyễn Anh Tú. Thì cái bạn Tú này nè là bạn là du học sinh. Khi mà gia đình của bạn ở Việt Nam á, thì cũng là thuộc dạng như có điều kiện. Nhà cũng có mấy vườn cà phê quý vị, thu hoạch cà phê, mỗi mùa thu hoạch được cà phê á, một năm thu hoạch cà phê một lần. Mà nếu mà thu hoạch cà phê như vậy á, thì cũng ba mẹ bạn cũng kiếm được, trừ tiền mà thuê nhân công rồi các kiểu thu hoạch á, thì bỏ túi á, hai vợ chồng bỏ túi chắc cũng được khoảng 1 tỷ, 1 tỷ mấy quý vị. Thì nghe tới đây thì mình thấy gia đình của bạn này là rất là có kinh tế nha. Gốc của quê quán của bạn này là ở Đắk Nông, ở Đắk Nông, và gia đình là có mấy hectare vườn cà phê á, rất là giàu. Ngoài trồng trọt cà phê ra thì ba mẹ bạn còn có trồng tiêu nữa, và mỗi lần tới cái mùa thu hoạch thì bội thu luôn. Cho nên là bạn này được gia đình lo cho cái việc mà được đi ăn học cao hơn người bình thường, đó là được đi xuất ngoại du học. Cho bạn qua một cái trường ở bên Mỹ học, thì quý vị cũng biết là bên Texas là nó là một cái khu vực là tiểu bang mà nó thật sự là nó phù hợp với lại người dân Việt Nam khi mà mới cái chân ướt chân ráo qua. Cái thứ nhất là ở Texas là người Việt mình sống đông, người Việt sống đông ở khu đó. Cái thứ hai á, là cái khí hậu ở bên đó nó gần như là tương đồng với lại khí hậu ở Việt Nam mình đó. Cho nên là bạn này đã chọn học ở một cái trường ở trong Texas. Thì cái này mình cũng không tiện nói cái tên trường nha quý vị, tại vì cái này nó cũng lý do cá nhân á, mình cũng bảo mật. Thì khi mà bạn này qua bên Mỹ học cái trường đó thì cái điều đầu tiên là phải tìm phòng để mà có chỗ ở, đúng không? Thì quý vị biết không, khi mà tìm phòng ở thì mình sẽ có cái ký túc xá, hoặc là mình thuê nhà riêng, hoặc là mình sẽ ở cùng với người dân bản địa. Nó sẽ có ba cái mô hình để cho du học sinh người ta thuê. Nhưng mà ở ký túc xá thì nó sẽ không có cái không gian riêng tư, mà cái chi phí thì nó lại cao hơn so với những cái loại hình cư trú khác. Cho nên là bạn này cuối cùng là chọn cái phương án là sẽ ở cùng với người dân bản địa. Đó, tức là sẽ tìm những cái người nào mà là người Việt, mà người ta sống và định cư ở bên Mỹ, người ta đang cho dịch vụ là share phòng, thì bạn này sẽ tìm đến thuê. Mặc dù là thuê của người dân bản địa nó thì thứ nhất là nó chi phí nó thấp hơn, mình share phòng chi phí nó thấp hơn. Cái thứ hai là mình có được cái không gian riêng tư, mình có cái phòng riêng tư của mình muốn làm gì mình làm. Và cái thứ ba đó là mình được cái người gia chủ người ta nấu cơm nấu nước luôn, thì có bếp núc có đầy kia đầy đủ, thì mình có thể là mình ăn nó, mình nấu mình ăn đồng kia, nó cũng rất là thoải mái. Chỉ có một điều duy nhất á, là mình phải tuân thủ theo cái quy tắc của gia đình người ta, tại vì mình ở share phòng chung mà, thì nhiều khi cái nếp sống của gia đình đó, người ta có giờ giấc, người ta giới nghiêm, ví dụ như người ta cho tối đa 11, 12 giờ đêm về là phải về, chứ mà đi khuya quá người ta nói chung là cũng ảnh hưởng cái cuộc sống cá nhân của gia chủ. Cho nên á, khi mà ở người dân bản địa thì nó chỉ có một cái phức tạp, một cái bất cập chỗ đó chút xíu thôi, còn ngoài ra mọi thứ thì nó sẽ được thuận lợi. Vì vậy mà bạn Tú này nè đã quyết định là đi share phòng, đi tìm những cái gia đình mà người Việt á, ở bên Mỹ á, để mà tìm dịch vụ share phòng ở những cái gia đình đó. Thứ nhất là những cái người Việt đó người ta nói tiếng Việt được, mình sẽ không có phải bất đồng ngôn ngữ. Cái thứ hai là lối sống của người Việt và cái khẩu vị nêm nếm đồ ăn của người Việt thì mình sống chung nó cũng sẽ dễ hòa đồng, nó dễ hòa nhập hơn.
Rồi khi mà bạn này lên trên mấy cái diễn đàn, bạn này tìm thông tin để mà dạng như là connect, liên hệ trước với lại chủ nhà để mà hỏi. Rồi xong rồi tới cái ngày bạn bay qua tới thì bạn sẽ đến trực tiếp cái nhà đó luôn để mà bạn xem phòng. Thì khi mà bạn bay qua quý vị, lần đầu tiên bạn bay qua thì bạn đi cùng với mẹ của bạn. Hai mẹ con bay qua bên Mỹ thì mẹ của bạn cũng coi thử cái chỗ ăn, chỗ học của bạn nó như thế nào, rồi ăn uống ra làm sao, nhà cửa ở cái phòng mà bạn này định coi á, những cái phòng bạn này tìm á, là cái phòng nào nó ok, nó như thế nào, nó có thuận lợi đường xá đi lại hay không, và nó có an ninh hay không. Thì mẹ bạn này đi theo để mà coi chừng con trai mình cái giai đoạn đầu, trong vài ngày đầu. Xong rồi mẹ bạn ở lại chơi với bạn được khoảng tầm 3 tuần thì quay về Việt Nam để còn làm cái công việc ở gia đình nữa, phụ chồng nữa. Bắt đầu bạn này chính thức vào cái cuộc sống của Mỹ. Đó, sáp nhập vào cuộc sống của Mỹ, vừa ăn vừa học, vừa tìm hiểu cái văn hóa của người dân bản địa, cũng như là mình hòa nhập với cuộc sống ở bên đó. Thì quý vị biết không, bạn này tìm sau khi bạn này tìm được ba chỗ, tìm được ba cái nhà, cuối cùng bạn này chọn ra được một cái gia đình. Đó thì kê chọn được cái gia đình này, thì cái gia đình này người ta cho thuê phòng ở cái giá rất là ok, đó là một tháng nó chỉ có khoảng tầm 600 đô thôi, một tháng 600 đô cho một cái phòng để mà share ở. Và cái cô chủ nhà, cái chị chủ nhà là chị đó, chị tên Lâm, năm nay thì chị cũng mới có 30 tuổi thôi quý vị. Thì hai vợ chồng của chị Lâm này nè, là chồng thì đi làm hãng, còn chị Lâm là người đi làm nail quý vị. Và chị này với chồng là đã kết hôn cũng lâu rồi, nhưng mà cũng chưa có con. Kết hôn cũng được 3-4 năm nay mà chưa có con. Thế là hai vợ chồng chị Lâm này nè thuê một cái căn nhà. Đầu tiên nha, là hai vợ chồng thuê một cái căn nhà có tới 3 phòng ngủ lận, là dự định là mua căn nhà có 3 phòng ngủ để mà sau này cho con cái nó ở, cho nó thoải mái, mỗi đứa một phòng. Nhưng sau đó thì hai vợ chồng khó có con, khó có con, mấy năm trời chưa có con, mà bây giờ nếu mà gánh cái chi phí để mà trả cho cái nhà 3 phòng ngủ thì nó sẽ cao. Vì vậy mà để tiết kiệm chi phí nên là hai vợ chồng quyết định là cho thuê lại hai cái phòng đó. Thì khi mà chị này chỉ đăng lên trên mấy cái group mà hội nhóm của du học sinh á, thì cái bạn Tú này mới inbox liên hệ để mà hỏi thuê phòng. Tìm đến bạn người thuê là bạn Tú này, là đến tìm thì cuối cùng là thấy căn phòng đó là ok, nhà cửa sạch sẽ, hai vợ chồng nè, hai vợ chồng son mà nhà cửa sạch sẽ lắm. Mà cái chị Lâm này nè, chỉ lại rất là đảm đang, mà nấu ăn lại rất là ngon nữa. Và khi mà đến thì thấy hai vợ chồng của chị Lâm với lại chồng chị, hai vợ chồng đều rất là hiền, rất là chân chất thật thà, nên là mẹ của bạn Tú cũng ưng ý là ok, bạn ở đây thì mẹ bạn cũng sẽ yên tâm hơn, bởi vì chủ nhà là người ta tính, người ta hiền và người ta đàng hoàng á, người ta thật thà. Thì bạn, quý vị biết không, bạn này thì năm nay, cái cô Lâm, cái chị Lâm này thì năm nay mới có 30 tuổi thôi. Cái tuổi này thì cũng không gọi là già đâu. Sống ở bên Tây nữa thì cái khí hậu nó tốt như vậy, khí hậu nó mát mẻ như vậy thì cái da nó vẫn còn rất là trẻ. Nói chung là 30 tuổi vẫn còn rất là trẻ. Thì cái bạn Tú này nè là thanh niên trai tráng, cũng khá là đẹp trai nha quý vị. Cũng có gu ăn mặc lắm, ăn mặc rất là đẹp. Nhìn vô là thấy, nhìn rất là chất chơi rồi. Bạn này qua bên đó thì khi mà gặp cái chị Lâm này, bạn này cũng thấy chị này hiền, dễ thương, nhẹ nhàng, từ tốn, mà cái giọng nói rất là ân cần. Vào một cái, sau khi mà mẹ bạn này qua ở với bạn 3 tuần lễ, làm bạn để mà gần gũi với bạn, xong rồi mẹ bạn đi về Việt Nam lại, thì Tú ở bên đó một mình. Và mỗi ngày thì Tú tiếp xúc với lại chị Lâm rất là nhiều, bởi vì chị Lâm đi làm cái công việc làm nail á, thì nhiều khi sáng thì đi làm trễ, tối thì về muộn, nhưng mà sáng thì đã làm trễ, cho nên đâm ra là hai người cũng có sự gặp tiếp xúc nhau nhiều, ăn sáng rồi nói chuyện. Mà chồng của chị Lâm thì lại đi làm tới hai job lận, cho nên nhiều khi có bữa ảnh đi làm hãng, có khi ảnh làm tới sáng ngày hôm sau ảnh làm cái ca mà buổi tối cho tới sáng ngày hôm sau. Thì có những ngày như vậy là tối anh không có nhà quý vị, anh này anh đi làm hãng, anh không có nhà. Anh chồng của chị Lâm có nhiều bữa đi làm ca sáng là coi như không có đi về nhà, mà ngủ mà làm luôn cho tới sáng ngày hôm sau, 6-7 giờ sáng mới về. Thì cái bạn Lâm này nè, cái bạn Tú này nè mới để ý chị Lâm, thấy chị Lâm là dễ thương này kia, thì nói chung là cũng có cái sự mê mê rồi quý vị, con trai mà.
đến một cái ngày hôm đó thì mùa hè quý vị, mùa hè bên đó chị Lâm, chồng chị Lâm là anh chị chồng của chị Lâm đi trực ca đêm quý vị, đi trực ca đêm nên là không có đi làm ở ngoài ở hãng ca đêm, cho nên là không có ở nhà thì có một mình chị Lâm thôi. Thì lúc đó chị Lâm đi ngủ thì theo kiểu Tây quý vị, mấy người sống mà phương Tây á, một số người họ thích cái kiểu mà đi ngủ không có mặc đồ. Họ tại vì họ nói là mặc đồ như vậy ngủ nó không có được máu huyết lưu thông, nó không có thoải mái, cho nên là chị Lâm đi ngủ không có mặc đồ. Thì lúc đó chị đi ngủ không mặc đồ mà trong cái trạng thái là đi làm neo về nó cũng hơi mệt quải quải rồi. Cho nên là vô phòng ngủ tắm rửa xong rồi sấy tóc xong rồi ịch ra ngoài giường nằm ngủ. Mà quên mất là chưa có đóng sát cái cửa phòng lại, cái cửa phòng đóng rồi nó còn hơi hơi hé hé một chút đó quý vị. Nên là tại vì chị không có nghĩ là chị nằm xuống là chị ngủ, chị nghĩ là chị nằm xuống chị nghỉ mệt một chút thôi. Nhưng mà không ngờ là mệt quá cho nên ngủ thiếp đi lúc nào cũng hay. Thì cái bạn khoảng tầm 3 giờ sáng quý vị, 3 giờ sáng thì cái bạn Tú này nè đang trong lúc ngủ mới tỉnh dậy để mà đi vệ sinh đó, đi vệ sinh ban đêm thì mới đi ngang qua cái phòng ngủ của cái chị Lâm này thì thấy ủa sao cái cửa mà nó còn mở hé hé mà nó vẫn ở bên trong, nó vẫn còn sáng đèn. Cho nên đó là Tú mới tò mò nhìn vô bên trong thì thấy á, là chị Lâm nằm ngủ trên giường á, mà không có mặc đồ đó. Lúc này nhìn cái tình cảnh này thì ta nói tức nước dở bờ, chịu gì sao thấu quý vị. Thế là Tú nhất thời cao hứng quá không nhịn được mở cửa bước vô. Mà ổng bước vô xong ổng còn làm cái thao tác đó là tắt đèn. Tại vì ổng sợ là nếu mở đèn là cái bà này mà lỡ thức giật mình thức dậy nhìn thấy ổng thì sao. Cho nên là nó rất là khôn, Tú nó rất là khôn. Nó vô phòng xong nó tắt đèn rồi xong rồi nó mới leo lên giường rồi nó làm, nó ân ái với lại chị Lâm. Và khi mà tới sáng ngày hôm sau quý vị, lúc đó là 3 giờ sáng đúng không, sau khi ân ái xong á thì Tú nó mới bắt đầu á, nó biết là gần tới cái giờ tan sở của chồng chị Lâm về rồi, là tức là khoảng tầm 6-7 giờ là ảnh về rồi, ảnh về tới nhà rồi. Nó biết cho nên nó là nó vội vã là sau khi quan hệ xong á là nó mặc đồ rồi nó đi ra ngoài, nó đi về phòng ngủ của nó giống như y chang như chưa có chuyện gì xảy ra vậy đó. Thì lúc này chồng chị Lâm mới bắt đầu đi về tới nhà, mới bước vô trong phòng ngủ thì thấy vợ còn đang ngủ say. Thì ảnh mới tới, ảnh ôm, ảnh hung rồi kia nọ, kiểu dạng mình cũng thương vợ á. Ảnh mới hung thì chị mới giật mình dậy, cái tự nhiên chị mắc cỡ quý vị. Chị Lâm á, chị mắc cỡ, vừa hạnh phúc mà vừa mắc cỡ, kiểu giống như là chị nghĩ là đêm qua là chị có một đêm mặn nồng với chồng chị á, cho nên là chị cảm thấy rất là hạnh phúc á. Tuy nhiên lúc đó chị mới nói với chồng chị những cái chuyện mà đêm qua anh này kia với em á, thì nói những cái chuyện ấy ấy đêm qua. Ai ngờ lúc này chồng chị Lâm như trời trồng, có biết chuyện gì đâu quý vị, đâu có hề biết gì đâu. Tại vì tối qua cái người mà quan hệ với chị Lâm là đâu phải là chồng chị, mà chị thì lại đinh ninh đó là chồng mình. Đâm ra là vừa thấy chồng mình á là chị mới nũng nịu, rồi chị mới kể lại chuyện của đêm tối ngày hôm qua hai người quan hệ. Nhưng mà đâu biết rằng là tối hôm qua chồng đi làm đâu có về nhà, đi làm luôn tới sáng nay mới về. Thế là chồng của chị Lâm như trời trồng ngạc nhiên. Mới bắt đầu là mới nói với vợ là đêm qua anh đi làm ca tới sáng mà anh đâu có ở nhà đâu mà này kia. Thì lúc này chị Lâm chỉ mới bắt đầu là chị sững sờ, chị không hiểu chuyện gì nó đang xảy ra. Mới bắt đầu hoảng hồn biết được ra là đêm hôm qua đó chị đã lên giường với một người đàn ông khác trong một cái cơn mơ màng, mà trong phòng thì nó lại đang rất là tối thui. Thì lúc này chị mới nghĩ đó là chồng của mình đòi yêu nên là hết sức chiều theo, tức là cũng hợp tác, cũng quan hệ. Người chồng lúc này mới bắt đầu vô cùng tức giận khi mà biết cái chuyện là vợ mình đêm qua ân ái với một cái người đàn ông xa lạ mà không biết là ai. Nhưng mà bây giờ trách vợ thì cũng không trách được, tại vì nếu mà vợ mà có cái ý đồ đen tối mà cắm sừng mình thì đâu có ngu đâu mà đi kể cho mình nghe cái chuyện tối ngày hôm qua. Có nghĩa là vợ mình là người bị hại đó, mới cho nên là mới hồn nhiên kể cho mình nghe cái chuyện tối hôm qua ân ái. Lúc này thì anh chồng của chị Lâm mới dẫn chị Lâm, hai vợ chồng đi lên báo cảnh sát, đi gọi điện báo cảnh sát. Thì cảnh sát này người ta mới xuống tới hiện trường, người ta kiểm tra thì người ta mới phát hiện là có một cái vật chứng rất là quan trọng để lại, đó là cái đôi dép mang trong nhà. Quý vị biết mà ở bên nước ngoài nhiều khi mình ngủ trong nhà mình cũng mang mấy đôi dép xẹp xẹp trong nhà quý vị.
mà cái thằng Tú á, tối qua nó quan hệ xong rồi á, sáng nó giật mình lo nó về phòng cho kịp, nó sợ chồng của chị Lâm về á, cái nó để quên mất một chiếc dép, nó mang có một chiếc à, mà nó để quên một chiếc dép á. Xong rồi cảnh sát xuống hiện trường kiểm tra thì phát hiện có một chiếc dép, bắt đầu mới xác định danh tính rồi bắt giữ thằng Tú. Thì khi mà bắt giữ Tú xong á, đưa xuống đồn cảnh sát này kia nọ, thì Tú nó cũng thừa nhận là tối hôm qua nó có quan hệ với chị Lâm, nhưng mà nó cảm thấy nó không có lỗi, bởi vì á là chị Lâm tối qua là hoàn toàn là giống như là hợp tác và tự nguyện, chứ không phải là nó cưỡng bức, cho nên là nó là nó không thể nào mà bị tòa phạt được, nó không có sai. Nhưng mà dĩ nhiên là nói là cái đó là thằng Tú nó nói để chống chế thôi, nhưng mà với tòa án thì người ta đâu có nói như vậy được. Thì lúc này á, chị Lâm chỉ mới khóc lóc chỉ cho biết á, là sao mà nói chỉ vậy được, tại vì đêm hôm qua đó trong phòng tối thui à, mà lúc đó khuya lắc khuya lơ chị đâu đâu có biết là ai với ai, chị cứ nghĩ đó là chồng của mình, cho nên là chị mới hợp tác và chị mới chủ động ân ái với cái người đàn ông đó, chứ chị đâu có phải là bị cũng biết mà vẫn này kia đâu đó. Nếu mà biết được đó là người đàn ông khác á, thì chắc chắn là chị sẽ không làm những cái chuyện đó. Thì cuối cùng á, sau khi mà cảnh sát người ta điều tra và người ta xác minh á, ở hiện trường tang chứng vật chứng cũng như là lời khai của hai ba bên, thì cuối cùng tòa đã tuyên án là Tú cấu thành cái tội danh đó là cưỡng hiếp. Và thế là cuối cùng á, thì Tú á, phải nhận cái mức án á, là 10 năm tù. Còn nếu mà không 10 năm tù á, thì phải trục xuất về Việt Nam và không vĩnh viễn. Thì đó quý vị, đây là một cái câu chuyện mà nó xảy ra có thật nha, trong một cái group diễn đàn của du học sinh. Dĩ nhiên chuyện xấu thì mình không thể nào mình show ra được tên tuổi hay là những cái thông tin chính xác của cái nhân vật, nhưng mà cái câu chuyện ở đây là có thật hoàn toàn 100%, mà em nghĩ rằng nó cũng xảy ra hy hữu, vậy mà nó cũng xảy ra được đó quý vị. Ông ơi, vậy mà cũng xảy ra được đối với một cái bạn du học sinh mà chân ướt chân ráo mới qua bên đó thuê phòng ở đâu đó được khoảng 1 tháng 2 tháng mà đã thành yêu râu xanh rồi, làm ra những cái điều tài trời, canh lúc mà chồng người ta đi vắng rồi ở nhà này kia. Nhưng mà lỗi lầm á, thì theo em á, nhận định qua cái câu chuyện này, em thấy rằng cái lỗi lầm nó cũng không trách cái thằng Tú này hoàn toàn 100%. Lỗi một phần cũng do cái bà kia nữa, cái bà Lâm này nè. Là cái chị Lâm này là chị cũng có một cái ngủ không mặc đồ thì mình không trách đi, tại vì nhiều khi cái đó là cái style ngủ người ta không mặc đồ thì ok, nhưng mà ít nhất đó là mình nên cẩn thận, mình biết là mình đã cho người lạ share phòng, mà đặc biệt lại còn là nam share phòng nữa, mà mình ở nhà không có chồng ở nhà, mình là thân gái một mình, thì cái việc mà mình phải bảo vệ bản thân của mình là mình phải có, là mình phải cảnh giác nè. Cái cảnh giác đầu tiên mà mình không nói tới cái chuyện mà bị cái người đàn ông này yêu râu xanh lợi dụng, mà cái cảnh giác đầu tiên mình phải nghĩ tới là ở nhà không có chồng, một thân phụ nữ ở nhà mà ở cùng với một nam sinh viên ở ghép, thì cái việc đầu tiên mình phải lo lắng đó là mình phải đề phòng, sợ rằng không biết cái thằng này nó là người tốt hay là người xấu hay là như thế nào, nó có cướp giật hay là nó có làm này kia không. Mình phải sợ chứ, mình phụ nữ mình ở một mình mà mình cái nam sinh viên này nó mới qua, nó thuê phòng, nó mới ở đâu đó được có 1 tháng 2 tháng, mình chưa biết gì về nó quá nhiều và mình cũng chưa có thân thiết gì nó quá nhiều, thì dĩ nhiên mình phải có cái sự đề phòng chứ, đúng không quý vị? Cho nên cái câu chuyện ở trong đây á, theo em nghĩ á, nếu mà tòa án người ta đã xử phạt Tú á, với cái tội danh 10 năm tù về cái tội hiếp dâm á, thì cũng nên á, là giảm án hoặc là cũng nên răn đe với cái chị Lâm này để cho chị sau này có một cái bài học rút kinh nghiệm. Chứ nếu mà phụ nữ mà ở một mình mà kiểu y như chị này quá nguy hiểm, vậy mình còn đi cho thuê phòng cho người lạ thuê phòng nữa, quá nguy hiểm đúng không quý vị? Thà rằng là nữ thuê phòng thì nó còn đỡ, còn đằng này đàn ông mà vô thuê phòng mà con trai mà tuổi trưởng thành nó đang rất là khỏe, ôi lỡ mà có chuyện gì xảy ra làm sao mình có thể mình xử lý nổi, đúng không quý vị? Không có chồng nhà mà. Thì đó là cá nhân của em, sau khi mà em nghe cái vụ án này xong thì em kể liền cho quý vị cô chú anh chị mình cùng nghe. Và nếu quý vị cô chú anh chị mình có những cái ý kiến đóng góp nào, mình có thể để lại đôi ba dòng bình luận bên dưới cái video này quý vị nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị mình trong một video kế tiếp.